Em xin chào tất cả quý anh chị nha. Rồi kiếp nạn 82 tới nữa các bạn ơi. Đây là đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương nha. Trung Lương Sài Gòn. Trái xe đúng rồi các bạn chưa? Biết tai nạn hay là trái tai nạn xe trái hay là tự trái đây. Bây giờ. Bây giờ là 15 giờ ngày 17 tháng 4 các bạn chị. Cao tốc Trung Lương nha. Xe vô vàng quá là. Cái nó đỏ lắm, xe vô vàng. Còn xa quá rồi. Mới trái à. Quả điện nào vô nữa. Cao tốc Trung Lương Sài Gòn. Hy vọng là các mọi người không bị gì hết. À,
xe khách bạch cháy thế này. Không hành khách không sao được rồi. Chắc anh thấy người kia hết. Khói rửa mệt mù luôn. Thấy hết à? Thấy hết đồ. Nhiều hành khách thấy hết đồ. Hành khách an toàn là được rồi. Giờ cháy gì đó, cháy gì. Anh là tài xế hả? Xe tài xế đi quê thì anh xe hải xe hả? Hải xe ở đâu? Vĩnh Châu mình hả? Tụ mẹ thấy bóng khói là cứ tấp vô khách xuống liền. Đúng rồi, hành khách là hành khách hàng đầu nữa, còn cháy gì thì kể tiếng đó nha. Hành khách có việc gì đúng không? Tôi không hết rồi, nhưng mà có đồ đạc thì chắc là cháy hết. Không sao, đồ đạc lấy sao được? Mà lấy thì ai lấy kịp? Muốn lấy kịp không? Không có gì, có đồ đạc khách lấy rồi. Thôi thì không sao. Tôi thấy có khói là tôi tấp vô rồi. Tôi thấy có khói là tôi tấp vô rồi, tôi chạy kiếm nghe nước mà đậu, nghe cái nước này không có nữa. Miệng tay giờ anh đang kiệt nước nên đây nước đâu đang đây. Cái này có biển lo không? Hồi nãy nó bị kìa. Nó mới bị là tao phát hiện bị mà. Anh này là thấy hết là động má mưa ra bị chưa nó chiếu đủ. Bất giờ cái nữa. Đứng xa đó. Đứng xa xa đây nó đổ. Nó cong. Thôi anh tài xế đứng xa xa tí đi cho nó an toàn. Để cháy nó đã cháy rồi, giờ anh đứng gần nó không cháy. Đâu quá chết luôn. Hàm mấy khách hả? Xe từ tỉnh đâu lên? Sóc Trăng lên. Vĩnh Châu hả? Vĩnh Châu Sóc Trăng. Cái này ở tuyến Trung Lương, Sài Gòn. Mấy anh là cứu quả hay gì? Hay là hậu đường. Rồi kẹt xe luôn. Sài Gòn đúng không anh chị? Nó về tới đây gặp nạn tự cháy, đợi cứu quả lại tới thì nó cũng rụi rồi. Này, trên đường cao tốc nó sẽ cứu quả lên cũng rất lâu. Rụi thay hen rồi. Mà người thì hành khách trên xe thì không sao các bạn chị. Thì tài xế hồi nãy chú cũng nói là cho khách xuống kịp thời hết rồi. Thì thôi thì nhiều chuyện tới đây thôi các bạn chị.
Đó, bây giờ em phải là đi Sài Gòn nữa nên là em xuống xe xuống đây là nhiều chuyện rồi, được rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở video sau của em ha. Ở đây là Sài Gòn Trung Lương các bạn chị, tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương nha.